Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hot, Khắc Việt dằn mặt Vũ Khắc Tiệp, gọi điện gặp giải quyết nhưng không nghe máy, cấm động đến vợ con. Ca sĩ Khắc Việt có động thái gay gắt sau phát ngôn chửi thẳng mặt của ông bầu Vũ Khắc Tiệp trên báo chí. Liên quan đến ồn ào Vũ Khắc Tiệp và ca sĩ Khắc Việt sáng hôm nay, gần một ngày sau phát ngôn của ông trùm chân dài trên báo chí, mới đây giọng ca Anh Khác hay Em Khác đã chính thức lên tiếng đáp trả, cụ thể trên trang cá nhân của mình. Một lần nữa Khắc Việt không ngần ngại gọi đích danh Vũ Khắc Tiệp là đàn bà. Anh Ngọc cho biết việc mình đã xéo bạn thân Ngọc Trinh thời điểm ấy là sự việc gây chấn phẫn nộ trong dư luận. Tuy nhiên, việc phát ngôn động chạm đến vợ con của Vũ Khắc Tiệp đã làm giọt nước tràn ly, khiến chủ nhân bản hit Yêu Lại Từ Đầu khá bức xúc và muốn gặp mặt trực tiếp ngoài đời để giải quyết. Khắc Việt còn cho biết thêm đã chủ động liên lạc đến số điện thoại cá nhân của Vũ Khắc Tiệp, nhưng hai cuộc gọi đều không liên lạc được. Khắc Việt bức xúc trên trang cá nhân, tuy nhiên chỉ sau 1 giờ đăng tải, anh đã nhanh chóng gỡ xuống và thay bằng dòng trạng thái mới. Tôi mong Vũ Khắc Tiệp liên hệ lại tôi, muốn gì nói gì là câu chuyện của hai người đàn ông. Tôi nên án anh vì tôi thấy anh đi nhiều lời, cũng gọi là hiểu biết, mà anh cư xử quá kém, lại còn định dọa đánh một bạn chụp ảnh nào đấy, vân vân. Còn câu chuyện hôm nay anh bảo tôi đóng vai anh hùng, tôi muốn gặp anh nói chuyện, không qua mạng xã hội, anh muốn giải quyết như thế nào tôi cũng theo, ok. Tôi nên án anh nói tôi ok, nhưng cấm được động đến gia đình vợ con tôi trong câu chuyện, hãy giải quyết chỉ tôi và anh, Khắc Việt chia sẻ. Sau đợt cách ly, đây là lần đầu tiên tôi nhận trả lời phỏng vấn, nên nhân tiện tôi cũng muốn gửi lời đến bạn ca sĩ Khắc Việt. Tôi chưa bao giờ nghe bạn hát, nhưng một ngày đẹp trời bạn lại đá xéo tôi. Tôi thật sự nghĩ chỉ có đàn bà mới lên mạng chửi và đánh giá người khác, nhất là khi người đó không liên quan tới cuộc đời bạn. Vũ Khắc Tiệp lần đầu đáp trả dòng trạng thái của Khắc Việt trước đó. Khắc Việt nổi tiếng là người thẳng tính và yêu thương bà xã. Đây không phải lần đầu tiên anh dám lên tiếng về những vấn đề được dư luận quan tâm. Hiện tại Vũ Khắc Tiệp vẫn im lặng và chưa có động thái mới nào. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.